Vâng thưa quý vị, cơn bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Bắc, ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng ngàn người dân. Với tinh thần tương thân tương ái và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đoàn thể, tổ chức xã hội cũng như những cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ người dân miền Bắc khôi phục cuộc sống. Tính đến 17 giờ chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận sự ủng hộ từ 3.359 tổ chức cá nhân với tổng số tiền hơn 57,2 tỷ đồng. Sự chung tay đóng góp này là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của người dân Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung trong việc chung tay giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn, thiệt hại do thiên tai.